Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay có học viên hỏi mình là cách để mà đánh số tự động và nhập ghi chú những chiều dài cạnh tự động thì làm như thế nào anh? Thì hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn chi tiết luôn nha, trong vấn đề phân lô và đánh đánh ghi chú chiều dài cạnh tự động luôn nha. Thì đầu tiên chúng ta vô cái phần này nè, đi đi machine của mình nè, ta cài đặt nha. Đó. Test này chúng ta cho 2 hoặc là 1. Đơn vị này thì cho là 0.12 đi, tức là nhập hai lần á. Rồi nè, cái hình dưới đây nè. Và tắt như vậy. Ở đây nè. Nhập theo song 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 theo cạnh nha. Rồi, để mình làm cho coi nè, nhập dưới đây nè. Đó. Bấm vô. Tạo ghi chú nhanh nha bạn nè. Đó. Ở công đánh là chạy lâu. Rồi bây giờ là cho cái cạnh này, cái cạnh này vô 20 nè, đó 1.2 nè, nhìn là biết rồi, đó 20 nè, đó. Rồi bây giờ thêm một cái nữa, đó là bây giờ đánh số tự động nha. Rồi vô công cụ này nè. Rồi còn như vậy, vô người ta nhập số 1 trước đi, cho nó một, như vậy là một đi đó. Rồi sau đó chúng ta đánh số tự động nha. Này một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, bảy, tám, chín, 10, 11. Thấy không? Làm nhanh không? Làm tự động hết nè. Đó. À, các bạn hỏi mình thì mình cũng sẽ trả lời cho các bạn, nhưng mà trả lời qua kênh video nha. Trả lời đồng loạt nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn thực hành và mua bán đất thành công nha.